Đây là bộ sản phẩm Lan Hoa Văn trên bộ. Bước đầu tiên chúng ta hãy pha loãng bột và nước theo tỷ lệ 1 phần 10 nước và 9 phần 10 bột. Đây là cây quậy bột của Thanh Bình. Sản phẩm này được thiết kế hiệu quả để khuấy trộn bột thật đều và nhuyễn, dễ thao tác. Sau đó chúng ta gắn cán quay vào máy khoan và bắt đầu đánh bột cho nhuyễn. Khi đã thực hiện xong phần tạo hoa văn trên bột, các bạn hãy chúng ta hãy thấm nước sơ bề mặt vừa mới tạo hình. Sau khi đã lăn bột tạo hình, các bạn hãy chờ trong 5 phút. Đổ sơn ra khay và tán đều sơn bằng cọ lăn loại nhỏ.